trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Đừng nói nhiều nản lòng. Hương dân không sao, ta đi đường quen rồi. Nè, chúng ta đi tiếp thôi. Dạ, Pháp Sư. Đi. Nè, nè, nè. Sư phụ, đường này con đi được, nhưng mà bụng đã sôi sùng sục rồi, đói đến qua à, mà được. Sư phụ thầy xem, bên đó có người cưỡi ngựa. Hương Dương Pháp Sư, Đồ Long thí chủ, có việc sao? Thái hậu của chị tạm nghỉ ngơi ở thôn nhỏ phía trước, dặn thi chức đến mời Pháp Sư có việc quan trọng thương lượng. Bần tăng tham kiến Thái hậu. Hương Dương Pháp Sư, người tới thật đúng lúc. Người xem việc trước mắt nên làm như thế nào mới phải? A Di Đà Phật. Lương thực cạn kiệt, nhân quả vô thường, đây cũng chưa chắc không phải là việc tốt. Việc tốt? Ít nhất mọi người tùy giá đều đã hiểu được một đạo lý, có được một hạt đậu, hạt gạo không phải là dễ. Hiểu rồi, nhưng trong bụng không thức ăn, không phải vẫn trống rỗng sao? Bụng trống, tâm sáng, đầu tinh tường, còn sợ gì thiếu lương thực? Ai gia hiểu rồi. Lý tuy là như vậy, nhưng mà quan binh phía dưới đói lắm rồi, chỉ sợ là... Bần tăng lúc nãy nhìn thấy đại học sĩ Cương Nghị đã cho người nấu xong canh rễ cây lá cây chống đói tạm thời. Nơi này cách Hoài Lai khoảng 6-7 dặm, bần tăng xin được chuẩn đi trước một bước đến Hoài Lai, dốc hết một phần tâm nguyện của Phật tử. Tấm lòng Bồ Tát như Pháp Sư thật là hiếm có. Người đi trước cũng tốt, nếu không trong ngày tháng loạn lạc này, đại đội binh mã chúng ta mà đi, e là dọa chạy hết mọi người. Thái hậu lo lắng rất phải. Hy vọng có thể vượt qua khổ nạn này. Thành hay bại phải xem phúc báo và tạo hóa rồi. Huyện Hoài Lai. Mẹ đừng khóc nữa. Được rồi, đừng khóc nữa. Lão gia, bây giờ binh mã loạn lạc, bất luận là lạm quan hay lão bá tánh, con người nào không trốn không chạy chứ? Chỉ có ông. Họ chạy, nhưng Ngô Vĩnh ta không thể chạy được. Việc sinh tử là nhỏ, danh tiếng mới là lớn. Thân là quan một vùng, đã không thể giúp một vùng tạo phúc, ít nhất cũng không thể thẹn với ân của hoàng thượng chứ. Hơn nữa, vài ngày sau, lão thân gia đã phái binh đến cứu giá rồi. Đợi ông ấy đến, chúng ta không phải đã an toàn rồi sao? Lão gia, ông là tri huyện, lão gia không chạy, mẹ con chúng tôi sẽ theo ông. Nhưng thủ hạ ông bây giờ, làm gì còn người nào phục tùng mệnh lệnh nữa. Là ta có lỗi với mẹ con hai người. A-di-đà-phật. Xin hỏi Pháp Sư là... Bần tăng là Hư Dân. Hư Dân? Hình như ta có nghe qua danh hiệu này. Chỉ là hiện giờ hạ quan không gạo không lương, thật sự khó kết duyên với đại sư. Quả phúc khó đoán, đều có tiền duyên. Dọc theo đường về hướng Tây Bắc, quan sự lớn nhỏ không phải bỏ chạy thì mất mạng, chỉ có quý quyền đến nay vẫn chưa bỏ đi, đây há không phải là một nhân duyên lớn sao? Đi dọc về hướng Tây Bắc,
Pháp sư không lẽ là... Không giấu thi chủ, Bần Tăng là một hòa thượng theo Hoàng đế Thái Hậu đi Tây. Ồ, thì ra là một đại sư. Mời vào, mời vào. Phu nhân, mau rót trà. Dạ. Đại sư, mời ngồi. A-di-đà Phật. Mời, mời dùng. Mời dùng trà. A-di-đà Phật. Không cần phiền nữa. Lúc nãy những lời các người nói Bần Tăng đều đã nghe hết rồi. Bần Tăng có một việc chưa hiểu, muốn thỉnh giáo thi chủ. Thỉnh giáo thì không dám. Đại sư có việc gì không hiểu xin cứ hỏi. Quy huyện nói lão thần gia đã dẫn binh mã đến Đông Cần Dương. Không biết quý thần gia là người nào? Tể thần gia họ Sầm, tên Xuân Nguyên, hiện nhậm chức bố chính sự Cam Túc. Nói ra thật hổ thẹn, tuy là cùng bản cùng khoa, Sầm đại nhân bây giờ đã là quan tứ phẩm rồi. Quý thần gia dẫn bao nhiêu người đến, khi nào đến nơi? Mấy ngày trước, ông gửi thư đến nói dẫn 5,000 tinh binh, dự tính khoảng 3-4 ngày là đến nơi. Nói như vậy là Bần Tăng đã lên đúng điện Tam Bảo rồi. Ngài ghé tai qua đây. Sau khi ngài đến đó, phải gặp Túc Thân Dương trước. Túc Thân Dương? Ừ. Hạ Quan là một huyện lệnh thất phẩm nhỏ bé, làm sao có thể kết duyên với Đương Kim Dương gia được? Đại sư à, các người nói đùa rồi. Người xuất gia không bao giờ nói sằng bậy. Cái gì Thái Hậu Dương gia, trong mắt Phật giáo đều là như nhau. Duyên sâu duyên cạn, duyên đến duyên đi, không thể lấy địa vị quan chức cao thấp để đo lường. Nhưng Hạ Quan lấy hết tất cả của mình có, cũng chỉ có nửa túi gạo và một bao đậu xanh, làm sao đi gặp Dương gia đây? Đây đều quý hơn rất nhiều vàng bạc châu báu đó. Quan phục Ngô thí chủ còn không? Quan phục thì vẫn còn, chỉ là nhiều ngày không làm việc nên đã không bận đến rồi. Cứ bận vào đi. Bái kiến Túc Thần Dương cũng phải giống bộ dạng một vị quan thì mới được. Nếu Thái Hậu muốn tiếp kiến thì... Ê, đại sư càng nói càng bí ẩn rồi. Sợ là ngay Túc Thân Dương Hạ Quan cũng không gặp được nữa. Được rồi, thí chủ yên tâm đi. Nếu như Túc Thân Dương có nghi ngờ, hãy mang vật này giao cho ngài ấy. Khải Tấu Thái Hậu, đi huyện Hoài Lai Ngô Vĩnh đến tham kiến Thái Hậu. Huyện lệnh Hoài Lai, ông ta không trốn chạy à? Lúc này đang đứng ngoài cổng. Mau, Tiểu Lý Tử, truyền ông ta vào. Tới rồi. Thì chức Ngô Vĩnh tri huyện Hoài Lai, không biết Thái Hậu giá lâm, nghênh giá chậm trễ, tội đáng chết. Thái Hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mau bình thân, bình thân. Tạ Thái Hậu. Huyện lệnh là người Mãn hay là người Hán? Bẩm Thái Hậu, thì chức là người Hán. Quê quán ở đâu? Bẩm Thái Hậu, ở Hàng Châu, Triết Giang. Thật hiếm có. Chúng ta trên đường đến miền Tây, mỗi lần đến một địa phương, quan sự lớn nhỏ, người trốn người chạy. Nhà ngươi ở thiên đường nhân gian Hàng Châu, vậy mà vẫn kiên trì được ở Đại Tây Bắc Quan Sơ này. Hôm nay lại không quên lễ tiết, mặc triều phục đến kiến giá, đúng là quý báo hiếm có đó. Thi chức không thể chia sẻ với nước nhà, quả thực rất hổ thẹn. Ngô Tri Huyện, chỗ ngươi có lương thực gì cung cấp không vậy? Hồi Lý Công Công, đồ ở đây đã bị loạn binh và dân đói cướp sạch rồi. Trong phủ thi chức chỉ còn nửa túi gạo và một bao đậu xanh. Thi chức đã mang đến giao nộp Túc Dương gia cả rồi. Thần đã cho người nấu thành cháo, đợi lát nữa sẽ dâng lên Thái Hậu. Chỉ sợ quá đạm bạc thôi. Bây giờ là lúc nào rồi? Có cháo trộn đậu xanh là tốt hơn cả sơn hào hải vị, còn cầu kỳ cái gì nữa? Tiểu Lý Tử, có nô tài. Người mang cháo đi phân chia, dân hoàng thượng và các dương gia mỗi người một chén, rồi mang cho ai gia một ít. Số còn lại dâng cho các bối lạc bối tử mỗi người một ít là được rồi. Tuân lệnh, tuân lệnh.
Ngô Tri Huyện à, theo ta được biết, huyện Hoài Lai vốn không phải là huyện nghèo. Cộng thêm ngươi trị lý hiệu quả, không thể bị bọn loạn quân và thổ phỉ cướp sạch chứ. Hồi Thái Hậu, có bị cướp sạch hay không thì chức không điều tra cụ thể. Nhưng ba tánh thành này, đa số đều trốn hết trên núi kế bên. Theo ti chức suy đoán, có thể họ vẫn còn tồn lương. Vậy ngươi có thể triệu họ về không? Nhiều thì không dám nói, trong ba phần có thể triệu về một phần. Vậy là quá tốt rồi. Hả? Trong lúc loạn lạc như vậy, cũng phải lo tốt cho bá tánh. Hả? Không thể để họ sống qua ngày trong rừng núi đó, người nói có đúng không? Phải có nạn cùng gánh, có phúc cùng hưởng. Mau chóng gọi họ mang lương thực ra đây đi. Thái hậu thánh minh. Vậy việc này giao cho Ngô Tri Huyện ngươi rồi. Ngày mai, ngươi hãy kêu gọi mọi người ra núi được không? Tỳ chức tuân lệnh. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Sư phụ, sao giờ thầy mới về vậy? Con đợi đến sốt rồi. Thật không? Vậy sao? Có người họ Ngô, còn là Tri Huyện của một chỗ quỷ nào đó đó. Đã tìm sư phụ 4 lần rồi. Là Ngô Tri Huyện, ông ta có nói tìm thầy có việc gì không? Ông ấy không có nói, chỉ luôn miệng lào bào Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn, người đang ở đâu, ơi người đang ở đâu. Còn thấy ông ấy rất thần bí, liền nói với ông ấy: mất hồn hả? Không phải trên người ông sao? Thầy đoán thế nào? Ông ấy liền giá chào con, còn cho con nửa chén cháo nữa. Thầy nói có vui hay không chứ? Sư phụ, có phải là làm quan rồi đều bị thần kinh không? Thằng nhãi này, có được lợi ích người ta còn nói xấu người ta. Con đâu có nói ông ấy là người xấu đâu. Thầy coi kìa, ông ấy lại đến rồi. Đại sư. Đại sư. Đứng dậy, đứng dậy. Đại sư ta không thể gánh nổi đâu. Sau này gặp bần tăng tuyệt đối đừng gọi như vậy nữa. Sư phụ, con không nói sai chứ. Mộc Linh à, con ra ngoài chơi đi. Thầy và Ngô Tri Huyện có việc cần phải bàn đó. Dạ. A Di Đà Phật. Đại sư. Ý. Pháp sư, được pháp sư chỉ dẫn, tối qua ta không chỉ gặp được Túc Dương gia, còn được Thái Hậu lão Phật gia triệu kiến nữa. Đây là chuyện mà Tri Huyện thất phẩm nhỏ bé ta ngay nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Một khi duyên phận đến, chuyện gì cũng có thể xảy ra nè. Nhưng mà sao vậy? Thí chủ lại gặp chuyện khó khăn gì sao? Vì lương thực, Thái hậu muốn ta hôm nay kêu gọi những người trốn trên núi trở về hết. Ta nhất thời hồ đồ đã nhận lời rồi. Ngài nói trong núi rừng hoang vắng này, ta đi đâu tìm bây giờ chứ? Việc gì cũng không thể đi làm một mình. Có thể 1 truyền 10, 10 truyền 100. Đúng vậy. Hạ quan đúng là vội quá hồ đồ rồi. Ta có người thân tên Lưu Phúc, bình thường sống bằng nghề chèo đò, hắn quen biết nhiều người, ta lập tức đi tìm hắn. Được rồi, A Di Đà Phật. Đa tạ đại sư. Lão Phật gia, có được hư dân pháp sư, có phải nên cắt đứt với Thắng Bảo hay không? Ôi trời ơi, ta nói Tiểu Lý Tử à, người theo ta mấy chục năm rồi, sao người không có một chút tiến bộ nào hết vậy? Thắng Bảo này à, là đùa cợt quyền hư. Hắn à, chỉ dựa vào một chút tu hành đã hung hăng sừng sộ, còn hư dân thì lúc nào cũng nhường nhịn, lúc nào cũng thoái thác công đức cho ông ấy. Ai cao ai thấp thì đã được phán xét rồi. Ngay cư nghị người không tin Phật nhất cũng thoáng nhìn là biết ngay, có đúng không? Lão Phật gia thánh minh.
Nhưng chúng ta không thể thiếu thắng bảo được. Nô tài, điều này lại không hiểu rồi. Không hiểu à? Người làm chính trị, bên mình nhất định phải có hai loại người. Một loại là tiểu nhân và gian thần khoác lác nịnh bợ. Còn một loại là hiền thần cương trực, thẳng thắn, luôn chịu tội vì dân. Nếu chỉ có loại thứ nhất, người sẽ mê muội tự cao tự đại. Nếu chỉ có loại thứ hai, người sẽ dè dặt không biết dựa vào ai. Việc thiên hạ đều là tương sinh tương khắc. Chỉ cần người làm chính trị này trong lòng biết rõ, điều hòa phối hợp đúng cách, sẽ không có ải gì không vượt qua, hiểu chưa? Lão Phật gia nói lời vàng miệng ngọc, khiến nô tài bội phục sát đất. Cái bẩm lão Phật gia, bố chính sự Cam Túc Sầm Xuân Nguyên dẫn binh Cần Dương đến quan ngoại. Sầm Xuân Nguyên đến rồi à? Là Ngô Dĩnh Sầm Xuân Nguyên đến. Họ nhanh vậy đã đến rồi. Tiểu Lý Tử, dạ có. Truyền Sầm Xuân Nguyên. Tuân. Truyền bố chính sự Cam Túc Sầm Xuân Nguyên tấn kiến. Nào nào, mời. Hư dân pháp sư tệ thân gia Tầm Xuân Nguyên đặc biệt đến thăm bái ngài đây. A Di Đà Phật. Hư dân pháp sư. Sầm đại nhân đường xa mệt nhọc, lại có công vụ gấp trên người, hà tất câu lễ như vậy chứ, hả? Hey, người khác ta mặc kệ, hư dương pháp sư, ta nhất định phải đến bái mới được. Không được, không được, Sầm đại nhân tuyệt đối không được. Mời ngồi, mời ngồi. Mời. Đại sư mời. Đại sư à, Thái hậu vừa đích thân phong tệ thân gia làm tuần phủ thiểm tây, thăng quan hai cấp đó. Đây đều do được pháp sư chỉ dẫn. Nếu ngài không nói, trong hai ngày phải dội đến Hoa Vũ trên đỉnh này, e là không được thay nhanh như vậy. Đây là Sầm đại nhân trung thành với triều đình. Không dám, không dám. Cũng là long ân của Thái hậu và Hoàng thượng. Bần tăng có tài đức gì đâu chứ, ta thật không dám tham công này. Hey, pháp sư khiêm tốn quá rồi. Sầm Mậu luôn bị người ta chế nhạo là bọn mang di phương Nam ngang ngược, nhưng mà trong lòng Sầm Mậu trước sau chưa hề dám quên hai chữ trung nghĩa. Ý tốt pháp sư ta sẽ nhớ mãi trong lòng, sau này còn mong pháp sư chỉ giáo nhiều hơn. Trong lòng có Phật, cần gì người khác lôi thôi. Sầm đại nhân, bần tăng dám hỏi một câu, lương thực trong quân của ngài còn có thể duy trì được mấy ngày? Vì gấp rút khởi hành, chỉ có thể vét hết của trong nhà ra, có thể duy trì được khoảng 3 ngày. Sầm đại nhân à, việc tốt lắm gian truân, vẫn phải nhớ lấy một chữ nhẫn, hả? Tiểu Ly Tử, tuyền chỉ. Dạ. Ngô Dĩnh nghe chỉ. Cử Ngô Dĩnh lo liệu tiền lộ lương đài, hôm nay tùy giá sang Tây. Tuần. Ngô Dĩnh, người sao vậy? Khởi bẩm Thái hậu, thần vốn là huyện lệnh Hoài Lai, lương thực mấy ngày nay nợ ba tánh quá nhiều. Thần khẩn xin Thái hậu cho thần ở lại Hoài Lai, tiếp tục dốc sức cho triều đình. Thần nguyện cùng ba tánh chịu khổ. Đứng dậy đi, việc này đã có sắp xếp rồi. Truyền Lưu Phúc. Truyền Lưu Phúc tấn kiến. Thảo dân Lưu Phúc. Tuyên chỉ đi. Lưu Phúc nhìn giá có công, nay cho nhậm chức tri huyện Hoài Lai, hưởng bổng lộc thất phẩm. Thái hậu cho thần làm tri huyện, thần không biết lấy nửa chữ, thần không làm được đâu. Thái hậu. Hư dân pháp sư, ngài xem việc này. Lục tổ Huệ Năng vốn chẳng qua là tiểu tăng giả gạo trong nhà say. Lúc đó có người nói, con người chia Nam Bắc, Phật tính há có thể có Nam Bắc. Hòa thượng có thể làm Phật, ông ta cũng có thể làm Phật, sau này quả nhiên trở thành một đại tông sư. Nghe chưa Lưu Phúc, người chưa đến 2 ngày giúp Ngô Dĩnh triệu về rất nhiều bá tánh, tri huyện nhỏ bé có gì mà không làm được. Chỉ cần ngươi trung thành với triều đình,
tốt với bá tánh là có thể làm một quan tốt. Trong luật lệ đại thanh chúng ta, có ai nói nhất định phải đứng đầu khiêm bảng mới được làm quan đâu. Đúng không vậy Đoan Dương gia? Thái hậu thánh minh. Thái hậu thánh minh. Thái hậu thánh minh. Mau, mau tạ chủ Long Ân đi. Tạ chủ Long Ân, tạ chủ Long Ân. Thái hậu hạ lệnh Cô Dĩnh làm tiền lộ lương đài. Trước mắt, đây là sự sai phái không cần sức. Binh mã loạn lạc, quốc gia sớm đã có quá nhiều lỗ hổng. Hoàng viên các nơi không phải qua loa tắc trách thì từ quan bỏ chạy. Ngài nói Ngô Dĩnh làm thế nào đây? Hiện tại Ngô Dĩnh vẫn là quan thất phẩm, tùy tiện một viên quan cũng ngồi trên ông ấy rồi. Ngài nói ông ấy làm sao điều độ chỉ huy? Đúng vậy, lời pháp sư đều là thực tế. Hôm qua thái hậu vừa phong mệnh, ta đã nhận thấy rồi, nhưng ông ấy không thể kháng chỉ. Việc này ta cũng không tiện nói gì. Việc này phải nhờ Túc Dương gia ngài ra mặt bẩm báo thái hậu mới được. Nếu làm tổn thương lòng của người làm được việc, chịu làm việc, về sau làm sao ai dám xả thân lúc lâm nguy? Được, việc này ta sẽ đi làm. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Thế này không được, thế kia cũng không được, cơm vẫn phải ăn mà. Năm nay Cam Thiểm đại hạn, thần kiến nghị nên lập tức phái Khâm Sai đến các tỉnh miền Nam huy động lương thực. Trước tiên đi đến hai tỉnh Hà Nam và Hồ Bắc để giải nguy gấp. Vậy phái ai tốt đây? Di thần cho rằng phái Ngô Dĩnh Nguyên huyện lệnh Hoài Lai là thích hợp nhất. Thái hậu di thần cho rằng không thỏa đáng. Tại sao? Phải đi tỉnh ngoài, ít nhất nên từ tứ phẩm trở lên. Nhưng Ngô Dĩnh vốn chỉ là một huyện lệnh thất phẩm, liên tiếp thăng ba cấp thì không hợp lệ. Quan trọng hơn là Ngô Dĩnh tuổi không còn trẻ nữa, di thần cho rằng hay là dùng người trẻ tuổi tài giỏi sẽ tốt hơn. Có người không hề già, nhưng khi đụng đến chuyện thì mắt nhắm, miệng không thốt một lời, thật là dinh nhục không kinh. Nhìn bộ dạng tỏ vẻ làm việc thận trọng, lo xa tính kỹ, nhưng còn gian tà xảo quyệt hơn. Người già hơn hắn mấy chục tuổi, người nói loại người như hắn có già không? Tuổi già mà tâm không già, tâm già tuổi không già, ai nặng ai nhẹ? Hư Vân pháp sư, người nói thử xem. Hồi thái hậu, bi thương nhất là tâm đã chết, tâm già làm việc kém hơn tuổi già. Các vị công thần còn có ý kiến gì không? Thái hậu thánh minh. Cơ nghị, thảo chỉ. Dạ. Nay phong lệnh nguyên huyện lệnh Hoài Lai Ngô Dĩnh làm lương đạo thiểm tây, phong quan tứ phẩm, nhận thượng phương bảo kiếm, đến Hà Nam Hồ Bắc huy động lương thảo. Dạ. Lão già, có người nào giống ông không chứ? Khi làm quan nhỏ bé thất phẩm, ông không đành bỏ, bây giờ khó khăn lắm mới được phong tứ phẩm, ông lại muốn bỏ chạy. Bà tưởng là quan tứ phẩm này dễ lắm hay sao? Ông cho là quan tứ phẩm này dễ có được sao? Nếu không phải thái hậu ân sủng, ông có biết từ thất phẩm ngồi lên tứ phẩm phải ngồi bao nhiêu năm không? A Di Đà Phật. Hư Vân pháp sư, ngài đến thật đúng đại lúc. Sư, ngài nói lý giúp cho. Ngài xem, ông ấy muốn tự quan. Ngô thí chủ, sao ngài lúc này lại nảy sinh ý niệm tự quan trốn chạy chứ? Chiến loạn chưa yên, nỗi khổ bá tánh lưu lạc kể không hết. Nhưng những kẻ làm quan kia, quan vẫn là quan, gia vẫn là gia,
làm quan như chúng tôi kẹp ở giữa, chỉ có thể sống chịu tội. Hơn nữa, ta ngay một tiền lộ lương đài cũng không làm tốt thì làm sao có thể làm tốt khâm sai lương đạo đây? Túc Dương gia không phải cũng phản đối ta làm hay sao? Đây là ngài sai rồi. Thực ra thì Túc Dương gia rất xem trọng ngài đó. Ông ấy càng phản đối Đoan Thân Dương là càng muốn ra sức bảo vệ ngài. Vậy sao còn tìm cách khiến ta phải đỡ chén thuốc bổng tay như vậy? Có một số việc rõ ràng phải có người đi làm. Ngài nói xem, là để người có lòng dạ không ngay đi làm tốt, hay để những người trong lòng có lão bá tánh đi làm thì sẽ tốt hơn? Bần tăng cả gan hỏi thêm ngài một câu. Ngô đại nhân, ngài tự cho rằng việc này rốt cuộc có thể làm được tốt hay không? Ta làm không tốt à? Được rồi, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ngô mẫu ta sẽ liều một phen, làm cho bọn họ xem. À, phía trước chính là Tây An rồi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ! Trời ơi, Mộng Linh à, ta thấy con mau khỉ đột ngồi không yên hay sao vậy? Con không thể yên một chút được à? Trời ơi, người ta mới đến Tây An, còn không được ra ngoài xem chút. À, con từng nghĩ chỉ cần không gặp phải ai cái gì đại sư huynh, nhị sư huynh, lão mạo tử, tiểu mạo tử gì đó là không việc gì rồi. Ai ngờ ở đây còn thảm hơn Bắc Kinh nữa. Sao vậy? Vừa ra ngoài là đụng người chết. Người ngoài thành muốn vào thành á, bọn lính không có cho. Thầy nói có xui xẻo hay không? Cho chúng tôi vào, cho chúng tôi vào đi. Cho chúng tôi vào đi, cho chúng tôi vào đi. Cho chúng tôi vào đi, cho chúng tôi vào đi. Cho chúng tôi vào đi, cho chúng tôi vào. Mau lên, mau lên. A-di-đà Phật, xin hỏi cớ sao lại đóng cửa thành? Đây là mệnh lệnh của Sầm đại nhân, không được cho nạn dân vào thành nữa. Sầm đại nhân. A-di-đà Phật. Hư Dương pháp sư. Sầm đại nhân, tại sao ban ngày ban mặt cũng phải đóng cửa thành? Không đóng không được, nạn dân càng lúc càng nhiều. Bây giờ đã có người chết đói rồi. Mỗi ngày nạn dân xông vào thành, ít thì hàng ngàn, nhiều thì hàng vạn. Tiếp tục như vậy, Tây An há không thành Tây Bất An rồi sao? Nhưng những người này không thể chết đói ở ngoài thành. Hiện nay cam thiểm đại hạn, lương điền thất thu, chứ dù là mở hết kho lương của thành Tây An cũng không duy trì được bao lâu. Lượng lớn nạn dân xông vào thành, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể dẫn đến đại loạn, kinh động đến hoàng thượng và thái hậu. Đến lúc đó làm sao thu xếp? Nạn dân Bắc Kinh chính là ví dụ điển hình. Vậy chúng ta cũng có thể ở ngoài thành lập thêm vài bếp cháo cứu tế nạn dân đúng không? Vậy phải xem tình hình lương thực mới tính được. Ngô đại nhân vẫn chưa về sao? Cũng khoảng một hai ngày nữa là về đến. Bồ Tát hãy phù hộ Ngô đại nhân nhanh chóng trở về. Nè, nói mọi người nhanh lên, ngày mai chúng ta có thể đến Tây An rồi. Đại nhân à, không gấp được nữa, ngài không chỉ cho thêm chút thức ăn, thần thấy hay là chúng ta bỏ đi. Người đó là ai? Tại sao lại dám xông thẳng qua trước mặt lương đài của ta? Đại nhân, đến giờ ngoài xuất thân từ quan phủ còn ai có thể chạy nhanh như vậy? Đi thôi. Các bẩm dương gia, lương đạo tiễn tây Ngô Dĩnh áp lương trở về cầu kiến. Quyền ông ta vào. Dạ. Ngô Dĩnh thiểm tây khấu kiến dương gia. Ngô đại nhân mời đứng dậy. Tạ dương gia. Ngô đại nhân, chuyên công tác Hồ Bắc này người làm thế nào rồi? Hồi bẩm dương gia, năm nay Hồ Bắc thu hoạch cũng không khá, quan viên phía dưới nghĩ đủ mọi cách mới giúp tại hạ hoàn thành công tác lần này. Hoàn thành là tốt, chỉ là chỉ thu được 7 phần. 7 phần? Bảy phần cũng tạm đối phó được. Mau chóng chuyển lương thực vào thành. Tuân lệnh. Con ơi. Trời ơi, con là khổ quá đi. Chúng ta mà đưa đây. Đói quá. Con ơi.
Con à, Gia Gia cũng mấy ngày không ăn không uống gì rồi. Cho tôi với. Có chuyện gì vậy? Bên đó có người chết đói, họ đang dành ăn đó. Đưa ta hết hơi rồi, cũng phải để cho chúng ăn thôi. A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, bậc tăng nên làm sao đây? Hồi Dương Pháp Sư, Hồi Dương Đại Sư, cô đại nhân đã về rồi. Vừa về đến, ngài, ngài làm sao vậy? Ngài hãy xem kìa, tình cảnh bi thảm này. Con cháu của nước ta lúc nào mới có thể thoát khỏi thảm họa đây? Nhưng dù có được chén cháo chén canh bố thí cũng không cứu sống được bao nhiêu ba tánh. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Ngô Vĩnh lần đi này nghiệp tội sâu nặng, đã đi sám hối trước Bồ Tát rồi. Ngô thí chủ vượt phong ba ngàn dặm gian nan, huy động lương thực, có gì phải sám hối? Không dám giấu Pháp Sư, để trưng thu chút lương thực này, lần này hạ quan ở Hồ Bắc đã bức chết mấy vị quan quyền. Hả? Sao vậy? Tay ta nắm Thượng Phương Bảo Kiếm, nghiêm lệnh các huyện giao nộp lương thực đúng ngày đúng lượng. Huyện lệnh Lý Cảm trong ngày bàn giao đã nói với ta, từ khi vào hạ, trước là Sơn Đông, sau là Hà Nam, nạn dân xông vào Hiếu Cảm như thủy triều, họ mở kho cứu nạn. Ê, lương gạo trong kho toàn bộ đã mất gần hết. Lần này vì ấn cấp triều đình, họ đi quét sạch kho, vét sạch miệng, mới thu được số lượng như ngày hôm nay. Nhưng đến cuối cùng thì vẫn còn thiếu hai gánh 100 cân. Huyện lệnh Hiếu Cảm nói ông ấy không muốn tiếp tục vét lương giữ mạng tự miệng bá tánh Hiếu Cảm nữa. Kết quả thế nào? Ông ấy không dám làm khó ta, muốn ta lấy hơn 100 cân thịt trên người ông ấy áp chuyển về Tây An phụng mệnh. Làm sao phục mệnh? Ông ấy đã chết ngay không được. A Di Đà Phật, thật là đại thiện đại đức. Nếu thân thể ta có thể biến thành lương thực, cứu sống một số ba tánh, thì tốt biết mấy. Đại sư, ngài tuyệt đối không thể. Phật Bồ Tát, người có thể nói với hư danh, ở Tây An đến đâu mới có thể tìm được lương thực để cứu những người dân đang đói gần chết này đây? Đại sư, ngài đừng quá buồn nữa, hạ quan đi tìm cách đây. Ngài, đại sư, hạ quan không phải là Khâm Sai Lương Đại sao? Làm phiền đại sư sắp xếp nơi thí cháo vậy? Chuyện lương thực để Ngô Vĩnh ta giải quyết. Nếu được vậy, quả thật là công đức vô lượng đó. Ngô Vĩnh này gan hắn cũng lớn quá. Ông ta còn nói
Trong mắt Bồ Tát đối đãi như nhau, trong thành ngoài thành cũng là người, cứu thì phải cứu. Hắn tự tung tự tác. Bảo ta làm sao bẩm tấu trước mặt Thái hậu. Mau bắt hắn lại cho ta. Dạ. Nhanh lên, nhanh lên. Mà lên. Nhanh lên. Mau. Thái hậu, thần vô cùng sợ hãi, dùng người không đáng dẫn dắt lạc lối, kết quả tạo ra tệ hại như vậy. Vậy Ngô Dĩnh đâu? Hồi bẩm Thái hậu, Ngô Dĩnh đã sợ tội tự sát rồi. Hả? Hư Vân Pháp Sư, đây chính là ngày quá duyên mà ra. Ngài nói sao đây? Bần tăng cho rằng Ngô Dĩnh là trung với triều đình, trung với Thái hậu, là công thần của Đại Thanh. Nói tiếp đi. Ngô Dĩnh ngàn dặm gom lương, dọc đường không dám động một hạt gạo, không nhận hối lộ, không mưu lợi riêng, chỉ muốn vì triều đình an lòng dân, giải khó cho dân, vì Thái hậu tích Phật đức. Trước khi làm việc này, ngài ấy đã hiểu việc này không hợp với luật lệ, đã dự tính làm xong chết để thể hiện lòng trung. Người không sợ chết vì triều đình, vì lê dân như vậy, lẽ nào không phải là trung thần sao? Lời của Hư Vân Pháp Sư đã nói hết những lời trong lòng ta muốn nói. Thái hậu, thực ra Aya sớm đã thảo chiếu chỉ cần có lương thực liền mang đến các chùa viện ở Tây An cứu tế nạn dân. Đúng vậy không, Hư Vân Pháp Sư? Thái hậu có hứa qua việc này. Những việc Ngô Dĩnh đã làm không phải đang làm theo ý chỉ của Ai Gia sao? Đúng là trung thần không sợ chết. Ông ấy làm gì giang sơn xã tắc của nước Đại Thanh chúng ta, cái gì cũng có thể không màng. Truyền chỉ truy tặng Ngô Dĩnh làm thị lang trung nghĩa, hậu tán thành Tây. Năm công nguyên 1901, Hư Vân rời khỏi Tây An, một mình đi về động Sư Tử, núi Trung Nam, kết am tịnh tu, tự hiệu Hư Vân. Ông từng ở trong am nhập định đến nửa tháng, được truyền tụng một thời. Sau vì đạo tràng của tôn giả Ca Diếp, đại đệ tử Đức Phật, là núi Kê Túc Vân Nam, nhiều năm qua đạo phong luận thương, nên phát nguyện chỉnh đốn lại núi Kê Túc. Năm 1902, ông từng bước đi bộ từ Tứ Xuyên đến Vân Nam. Vân Nam, núi Kê Túc. Núi Kê Túc. Núi Kê Túc. Ê, sư phụ à, hạt cây con sắp rải hết rồi, núi cây túc sao vẫn chưa đến vậy? Con có tranh thủ vàng lận không? Lương tâm chính trực, từ Trung Nam Sơn ra, thầy cho con một túi hạt lớn như vậy, kêu con niệm một câu, thải một hạt xuống đất, nói là rải hết, núi cây túc sẽ xuất hiện. Tuy có những lúc buồn ngủ, con muốn lấy cả nắm rải xuống, nhưng mà khi nghĩ đến sư phụ từng nói không lòng thành sẽ không linh, con đã sợ rồi, cho nên con thật sự không có làm như vậy. Lòng thành sẽ linh, con thử coi còn bao nhiêu hạt cây nữa. Nè, chỉ còn chút này thôi à. Nói vậy, núi Kê Túc sắp đến rồi. Có thật không? Núi Kê Túc, núi Kê Túc. Con đường này đã mài mòn hết mười mấy đôi giày của con rồi. Núi Kê Túc, núi Kê Túc, cả đời con chưa bao giờ đi qua đường xa như vậy đó. Còn lớn bao nhiêu, con đường phải đi cả đời còn dài lắm. Con không muốn giống như thầy vậy, cả đời đi tới đi lui, vừa mệt vừa khổ, còn lãng phí thời gian nữa. Việc gì cũng có mặt tốt mặt xấu. Nhìn về mặt xấu là chịu mệt chịu khổ, lãng phí thời gian.
Nhìn về mặt tốt thì là rèn luyện thân tâm, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường đó. Không hiểu. Ê, sư phụ, thầy xem đã đến giờ kể chuyện rồi. À, được rồi. Thầy hôm nay kể cho con nghe câu chuyện của một bà lão. Ngồi đó nghỉ một lát đi. Hồi xưa có một bà lão, bà ấy trời nắng cũng khóc, trời mưa cũng khóc. Sau này người ta đặt cho bà ấy một biệt hiệu là bà lão hay khóc đó. Ủa, sư phụ, sao bà lão lại hay khóc vậy? Nhất định là có chuyện gì buồn phải không? Một vị thiền sư cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi bà lão: Bà lão à, sao bà khóc suốt ngày vậy? Bà có chuyện đau buồn gì? Bà lão lau nước mắt nói: Ê, ta hả, có hai người con gái. Con gái lớn gả cho người bán giày vải, con gái nhỏ gả cho người bán dù. Khi trời nắng, ta liền nhớ đến con gái nhỏ của ta. Dù của nó chắc chắn không bán được, nhưng khi đến trời mưa, ta lại nghĩ đến con gái lớn của ta, giày vải của nó cũng chắc chắn không bán được. Mỗi khi nghĩ đến những chuyện này, trong lòng ta liền đau xót, cho nên đã rơi nước mắt. Sư phụ à, bà lão hay khóc này cũng thật tội nghiệp. Thầy xem, nếu cả hai con gái của bà đều gả cho người bán giày vải thì tốt rồi. Ê, sư phụ, sau đó thì sao? Sau đó hả? Vị thiền sư này liền cười mà bảo ban bà lão. Ông ấy nói: Bà lão à, nếu bà mang chuyện này nghĩ ngược lại, không phải bà sẽ vui rồi sao? Ví dụ như trời nắng, bà nghĩ đến con gái lớn, giày vải của nó nhất định buôn bán hưng thịnh. Đến trời mưa, bà nghĩ đến con gái nhỏ của bà, dù của nó nhất định bán rất là chạy. Nghĩ ngược lại như vậy, không phải sẽ vui lên sao? Ê, sao con không nghĩ ra vậy? Nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam